Tối qua, một trận lũ ống xuất hiện tại một số khu vực ở thị trấn Mường Xén và xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Do mưa lớn kéo dài, trong chiều tối ngày 4 tháng 9 đã khiến nước lũ từ khu vực Hồi Giảng, xã Tây Sơn đổ về nhanh. Cây cối bị mắc kẹt ở khu vực cống nước ở thị trấn Mường Xén làm nước lũ dâng cao, gây ngập lụt một số khu vực. Hình ảnh ghi nhận tại thị trấn Mường Xén cho thấy một số khu vực ngập khoảng 30 đến 40 cm. Mưa lũ cuốn theo một lượng đất đá lớn tràn xuống đường và vào nhà dân với dòng chảy lớn. Ngay sau khi nước lũ rút, huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng, công an, quân sự, dân quân đến hỗ trợ người dân và khơi thông cống rãnh, đồng thời huy động máy xúc, san gạt bùn đất, thông đường ngay trong đêm.